À, ok, chào bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình vừa mới tìm được một con Super Broly. Và bây giờ mình sẽ đi săn đệ tử cho cái nick hôm nay mình mới nhận nhá. Cái nick này thì mình thấy HP của nó cũng khá là cao. 439, 437. Đẹp, mình hơn nó có 2000 máu. Thôi để mình mặc cái giày. Đây, mặc cái Zara này vào xem nào. Mặc cái trang lý tiểu nương vào nữa. 300. Như hơi ấy thì phải đúng không? Hơi căng rồi đấy. Đây, mặc cái găng này vào này. Mặc cái Zara này vào. 394, ok. Cái nick đấy, cái HP cũng khá là cao. Đây, 40k máu. Thêm cái bổ huyết nữa là 80k. Bây giờ mình sẽ qua khu 5 nhé. Trong khu 5 của mỗi mình thôi. Mình sẽ kẹp với nick normal 66. Lấy nick normal 66 để trói này. Từ từ. Huyết sáo lên. Nó 166 mang ra chói. Xích nó lại. Nổ. Yeah, quả này thì chắc chắn sẽ là mình ăn. Ok, anh em thấy ăn nó easy không? Chỉ mỗi vài bước đơn giản thôi. Vậy là mình đã xong hết các slot trong ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình có thể đi ngủ được rồi. Bây giờ là 1:39 nhá. Con đệ tử trái đất. Để mình xem nào. Nick này thì hôm nay mình nhận slot này thấy HP của nó cũng khá là cao. HP gốc là 26k nhá. HP cả hành trang nữa là 40k, thêm bổ huyết là 80k. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập lại để xem con đệ tử nó có VIP không nhá. Rồi, chỉ vào chữ nick này đã. Hôm nay mình nhận slot này thấy HP của nó khá là cao nên mình cũng tính là quay lại clip cho anh em xem thôi. Chung là lâu rồi mình cũng chưa có bình luận clip đi săn đệ tử đúng không? Ok rồi, vào nick này. Dù anh em nào có cần săn đệ tử bên server 6 thì em có thể liên hệ với mình. Mình săn cả ba hành tinh luôn mà, cả sơ sinh cũng săn luôn. Đó, đấm Garlic nhé. Đệ tử giáp 120 cũng khá là cao nhưng mà HP hơi cao quá. Chúng HP với Ki phải cân bằng thì mình chỉ số đấy mới gọi là chỉ số đẹp. Chứ HP nhỉnh hơn Ki thì sau này mình nén nén Ki hơi mệt. Ok đi. Con đệ tử vừa mình vừa mới săn. Mình chat thế giới phát nhỉ. À thôi đi. Mình đang là bây giờ chat thế giới có ai biết mình đâu. Thì nãy là mình kẹp với nom 166 nhá. Xong kẹp về có nick khác để trói. Khi mà Super Broly bị trói thì nó sẽ không thể là tái tạo năng lượng được. Nên là săn cũng dễ thôi. Đây, hiện tại là mình đã sắm một set HP để đi săn đệ tử. À không, đây mình set này set định mình đi mượn nhé. Của anh Huy, anh ấy có qua sơ 7 rồi nên là mình tranh thủ mình đi mượn cái đồ của anh Huy để mình đi săn đệ tử. Đó. Thôi thì anh em xem nếu thấy hay thì nhớ bỏ ra vài giây để bấm nút đăng ký kênh giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong thời gian sớm nhất. Bye bye.